Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là mình làm món xoài lắc muối tôm. Xoài lắc muối tôm là món ăn vặt được rất là nhiều các bạn trẻ yêu thích. Cách làm xoài lắc muối tôm rất đơn giản. Bạn hoàn toàn có thể là làm tự nhà mà vẫn đảm bảo thơm ngon và chất lượng. Vậy thì hôm nay mình cùng vào bếp để làm món này thôi. Xoài có 3 trái. Mình chọn những trái là chưa chín và già, căng, bóng, giòn. Thì để mà mình làm lắc muối tôm nó sẽ giòn và nó ngọt. Và thêm đường, muối tôm. Muối tôm này là muối tôm hạt bự, muối tôm mà xay nhuyễn, và thêm là tiêu, vài trái ớt. Rồi xoài bây giờ gọt bỏ đi cái phần vỏ. Xoài này da cóc nè. Trái này là ăn rất là ngọt nha, mà nó giòn nữa. Xoài lắc là ở đường phố Sài Gòn là có rất là nhiều cô bán, đẩy xe đẩy đi bán rất là nhiều luôn nè. Món này là mọi người là thích lắm, các bạn học sinh có nè, những người đi làm rồi cũng cực kỳ thích luôn. Cho nên là hôm nay là mình cũng thèm ăn món này, cho nên là mình làm mình ăn. Rồi sau khi mình gọt xong là mình đi rửa sạch cái phần mủ, bớt mủ của xoài ra nha. Rồi mình cắt thành những miếng vừa ăn. Đừng cắt mỏng quá, mỏng thì nó sẽ không có độ giòn. Trái xoài mình cắt ra là cơm là vàng ươm luôn nha. Cảm giác là cái xoài này mình ăn rất là giòn mà ngọt nè. Chắc sẽ có vị chua nhẹ thôi. Xoài mà sau khi mình cắt xong là mình để vào ngăn mát tủ lạnh và mình sẽ đi nấu nước đường nè. Nước đường này là chắc mình nấu tùy theo các bạn thích ngọt hay là vừa ăn thôi. Mình nấu là chừng khoảng là 100g đường là với 200ml nước nè. Tại vì xoài này mình nghĩ là nó ngọt rồi, những cái xoài mà chua thì mình có thể là gia giảm lượng đường theo ý thích. Rồi sau đó mình nấu lên, mình đun sôi cho đường nó tan ra. Rồi sau đó là tắt bếp và mình để đường, nước đường là nó nguội. Rồi tiếp theo là mình sẽ đi cắt ớt nha. Ớt là mình bỏ đi cái phần hạt. Tùy theo các bạn nào mà thích ăn cay thì mình cho nhiều ớt hơn. Nước đường là hôm nay mình nấu ít cho nên nó cũng rất là nhanh nguội. Bây giờ xoài mình mang ra nè. Mình sẽ lấy chừng khoảng là 3 muỗng muối tôm và 1 muỗng muối bột. Rồi mình cho hạt tiêu vào. Có nhiều bạn không thích ăn hạt tiêu nhưng mà nhà mình thích ăn hạt tiêu chung á, nó thơm lắm. Rồi tùy theo cái độ mặn ngọt mà các bạn ưa thích á thì các bạn cho nhiều hơn nha. Rồi cho ớt đã sắc vào luôn. Rồi sau đó mình cho nước đường đã chuẩn bị sẵn vào. Rồi mình trộn lên, mình lắc. Mình trộn đều tay nè. Mình trộn cho là muối tôm nó thấm vào nước đường, thấm vào xoài luôn. Rồi sau khi mà mình trộn xong á, các bạn để 5 phút vào ngăn mát tủ lạnh á, là mình sẽ ăn được. Nhưng mà nhà mình á, mình trộn xong á, cho vào những cái ly như thế này. Sau đó mình đậy nắp, mình mang mình để ngăn mát tủ lạnh. Mình bóc ra mình ăn. Mới nay mình ăn được 2 ngày luôn cũng được nữa. Nó cũng còn rất là giòn nha. Nhà bạn nào mà có đường vàng á, thì mình dùng đường vàng á, nó lên màu đẹp hơn. Nhưng mà nhà mình hôm nay không có, mình chỉ có đường trắng thôi. Nhưng mà cái xoài mình là nó vàng ươm rồi nên là lên màu cũng đẹp. Xoài lắc thì sau khi mà mình làm xong mà có màu sắc là đẹp nha, bắt mắt nè. Khi thưởng thức thì bạn sẽ có một cảm nhận là được cái vị chua ngọt, giòn giòn, hòa quyện cùng với muối ớt, muối tôm, muối đường mặn mặn, kết hợp với một ít vị cay từ ớt, và nó rất là ngon luôn nha. Mình ăn hoài mà mình thấy ghiền hoài luôn. Món xoài non lắc muối ớt. Vậy thì bây giờ chúng mình cùng vào bếp để xem cách thực hiện món này như thế nào nha. Món này thì cách làm rất là đơn giản mà ăn là bái cháy luôn nha cả nhà. Hôm nay thì mình đã chuẩn bị là 1 kg xoài non nha. Xoài thì mình sẽ chọn những quả xanh giòn và tươi nha. Và
Và tiếp theo thì mình sẽ có là muối ớt. Muối ớt này là mình cũng chuẩn bị sẵn nè cả nhà. Và muối Tây Ninh nha. Và để nấu nước mắm đường thì mình hôm nay là mình dùng đường thốt nốt nha. Và mình có nửa chén nước mắm. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái thau nước và cho một ít muối vào và bắt đầu mình sẽ gọt xoài nha. Xoài thì mình sẽ gọt bớt cái phần vỏ như thế này nha. Khi mình để vỏ nhiều quá thì mình ăn sẽ không có được giòn và xoài nó rất là dễ bị sơ. Xoài non khi mình gọt ra như thế này thì cũng có rất là nhiều mủ, cho nên là mình sẽ cho một ít nước muối vào để ra bớt phần mủ nha. Sau đó mình sẽ cho một ít đá lạnh vào để giúp cho xoài có độ giòn. Mình để xoài mình ngâm nha. Sau đó thì mình sẽ đi nấu nước đường ha. Cho nước mắm vào, sau đó mình sẽ cho luôn cái phần đường thốt nốt vào nha. Khi mình thắng nước mắm đường thì mình dùng đường thốt nốt thì sẽ giúp cho nước mắm có màu vàng rất là đẹp. Và bây giờ mình sẽ quay lại để sắc xoài ha. Xoài thì các bạn sắc tùy theo ý thích, như mình thì mình sẽ sắc như thế này nè. Trái nào to thì mình sẽ chẻ làm đôi nha. Và cứ thế thì mình sẽ sắc hết luôn cái phần xoài này. Xoài non thì sẽ rất chua, cho nên là mình ăn với lại mắm đường thì sẽ thơm ngon hơn và sẽ bớt đi cái phần chua. Nước mắm đường lúc này cũng sánh kẹo rồi, và mình vớt đi một ít bọt. Sau đó thì mình sẽ tắt bếp và để nguội nha. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình trộn xoài nha. Mình sẽ chuẩn bị một cái khay như thế này nè. Sau đó thì mình sẽ cho cái phần xoài mình đã sắc sẵn vào. Và tiếp theo thì mình sẽ cho luôn cái phần muối ớt và muối Tây Ninh vào ha. Sau đó trộn xoài để cho muối ớt và muối Tây Ninh thấm vào và cho vào khay luôn nước mắm đường. Sau đó sẽ trộn đều để giúp cho xoài thấm vào gia vị. Và để cho món xoài này ngon hơn thì mình sẽ cắt một ít ớt để vào để tăng cái độ cay lên nha. Xoài lắc muối ớt mình ăn liền luôn cũng được, hoặc các bạn có thể để ngăn mát tủ lạnh khoảng 20 đến 30 phút thì khi mình mang ra ăn vẫn giữ được cái độ giòn của xoài non. Tùy theo sở thích của các bạn có thể là tăng giảm lượng đường để hợp với khẩu vị của mình. Và mình trộn xoài lên để cho muối với đường ngập xoài nha. Mình múc nước thêm nước mắm ra như thế này nè, để mình ăn mình có thể chấm với xoài nó tiện hơn. Mình ăn thử một miếng nha. Xoài giòn lắm luôn cả nhà. Xoài ngâm mắm đường ớt tỏi. Nguyên liệu bao gồm
xoài. Xoài thì mình sẽ chọn những quả xanh, giòn, để khi mình ngâm nước mắm thì nó sẽ giòn. Mắm, ớt và tỏi, đường. Chúng ta bắt đầu thực hiện. Chúng ta bắt đầu rửa xoài. Xoài mình rửa cho sạch mũ. Sau đó mình sẽ đem vào gọt vỏ. Sau khi gọt vỏ xoài xong, mình sẽ cắt ra từng miếng. Mình bỏ phần cái gần với cái phần hột đi để nó đỡ chua. Xoài này nó cũng hơi chín cho nên là mình sẽ lấy cái phần ở phía ngoài cho nó giòn. Sau khi xoài mình sắc xong, mình sẽ chuẩn bị để xoài này vào ngâm vào một ít nước đá. Đây là tô nước đá mình đã chuẩn bị. Sau đó mình sẽ để xoài vào. Mình sẽ ngâm khoảng 15 phút cho xoài nó sẽ lạnh và nó giòn. Trong thời gian mình chờ xoài nó lạnh lên thì mình sẽ làm mắm.
Chúng ta sẽ bắt đầu mình sẽ sắc. Xoài sau khi đã ngâm được 15 phút mình vớt ra, ráo nước, để ráo nước. Sau đó mình sẽ cho xoài vào tô. Bắt đầu mình sẽ ngâm xoài. Đầu tiên thì mình sẽ cho ớt băm nhuyễn với tỏi vào xoài trước. Sau đó mình sẽ bỏ khoảng 3 muỗng đường. Tiếp theo mình sẽ cho nước mắm vào. Mình cho khoảng 3 muỗng mắm. Mình sẽ trộn hỗn hợp này lên. Trộn xoài lên cho nó ngấm với tỏi và ớt mắm. Sau đó mình có thể rưới thêm một ít mắm lên nữa. À, lúc này tỏi nó sẽ ngấm vào xoài. Thì xoài mình đã ngâm qua nước đá rồi thì xoài bây giờ nó sẽ rất là giòn. Chúng ta sẽ ngâm xoài tầm khoảng 10 phút, mình có thể mang ra dùng được rồi. Hoặc nếu mình ăn không hết, mình có thể là để bớt vào tủ lạnh. Như vậy chúng ta đã thực hiện xong món xoài ngâm mắm đường tỏi ớt. Xin hẹn gặp lại các bạn lần sau.